Cô giáo thì nghĩ là mình muốn có cái dáng như này, mình muốn có làn da như này nên là cũng phải học tập cô giáo. Xong đó rồi là cái trung tâm của Sing Yoga rất là mọi thứ rất là ngăn nắp này, sạch sẽ này, và mọi học viên xung quanh mọi người đều rất là nice, rất là dễ thương, nên là muốn đi học mãi với mọi người.